các bạn đều biết là chúng ta có một giải phong cách dành cho một thí sinh có một phong cách ấn tượng nhất, đúng không ạ? Và chị cũng hy vọng rằng là chúng ta sẽ thực sự là coi đấy là một cái sự quan tâm của chúng ta mỗi khi chúng ta tham dự một kỳ thi. Tại vì là cái phong cách, cái trang phục bên ngoài của chúng ta nó cũng thể hiện rất nhiều cái cách mà chúng ta nghĩ về những cái vùng mà chúng ta sẽ biểu diễn và cái sự thể hiện của chúng ta. Và chúng ta sẽ hy vọng là trong phòng thi tiếp theo chúng ta sẽ có những cái phong cách ấn tượng hơn và có cơ hội để trao giải cho các bạn, nhiều bạn khác nữa, đúng không ạ? Hôm nay thì giải phong cách sẽ thuộc về Ngọc Ánh.